Chào mừng các vị lãnh đạo đã đến với nhà tù Lam Sơn chúng ta. Tiếp theo mời thưởng thức biểu diễn văn nghệ do nhà tù chuẩn bị. Kỳ lạ quá rồi. Qua giờ phút quan trọng này tại sao lại xuất hiện cảnh quan tường thẩm quán Lương Vô Sinh? Người bình thường chắc cần muốn né tránh, không muốn có dính líu tới vụ án sai lần trước đây mới đúng. Làm rõ trước khi IP lên sân đi. Trưởng quan, mời ngài theo tôi, nhà tù có chuẩn bị cho ngài bất ngờ đặc biệt. Ờ, có lòng vậy à, vậy đi xem đi. Tôi đi cùng ngài. Không cần, đúng lúc ngồi mệt rồi, muốn đi dạo lát. Các ông xem tiếp đi. Dễ dàng đi theo như vậy à? Hoàn toàn không nghi ngờ sao? Không, ông ta không nghi ngờ là chuyện tốt. Điểm nghi quán trên người cảnh quan Ngô này quá nhiều. Trước khi có thể chính thức qua ải trò chơi, tất cả đầu mối có thể nảy sinh nguy hiểm đều phải loại trừ. Tóm lại đưa ông ta đến phòng Vương Lưu Sinh tự sát xem chút đã. Tiểu tử, có phải cậu biết cái gì rồi không? Biết cái gì? Người này quả thật không đúng, giống như đang bẫy mình vậy. Không cần phải giả ngốc. Rồi tôi ra điên, không phải là muốn hỏi chuyện của Vương Lưu Sinh à? Sao có thể chứ? Tôi chỉ là dẫn ngài đi xem món quà mọi người chuẩn bị cho ngài thôi. Ha ha. Quẩn là trẻ quá rồi. Xem ra người ngục trưởng điện nói có thể nắm bắt tình tích trao hỏi năm đó. Chính là cậu nhỉ? Ngài đang nói cái gì? Sao tôi nghe không hiểu? Tôi ấy à, vốn không muốn đến nơi chó ăn rá, chó ăn rà đá ăn sỏi này để thăm hỏi gì. Nhưng sao cậu lại không thức thề vậy? Thế mà lại lật lại vụ án của Vương Lưu Sinh trước đây. Người bên trên nghe được tin đồn, nghi ngờ tôi sử dụng bạo lực để ép ông ta nhận tội, muốn điều tra triệt để. Chắc qua mấy ngày nữa sẽ đến đây. Cho nên tôi chỉ có thể đến tìm cậu. Thế nào? Nhận số tiền này để bên trên đến hỏi cậu biết nên trả lại thế nào rồi nhỉ? Vương Lưu Sinh quỳ yêu, quỳ người yêu độc tính rê rớm, rê tởm kia của mình, tự nguyện nhận lỗi. Quả nhiên, năm đó thật ra ngài đã dùng hình, bức cùng với ông ta đúng chứ? Vương Lưu Sinh tuy rất yêu hỗn thủ, nhưng nói cho cùng, cũng là bị phản bội rồi, dễ dàng nhận tội quá thật không hợp logic lắm. Lúc trước báo cáo tiền thể, kiến nghị bọn họ cũng đi điều tra cảnh quan phụ trách vụ án năm đó, đúng là lựa chọn đúng đắn. Đó không gọi là dùng hình bức cung. Cậu biết có bao nhiêu phạm nhân cứng miệng không? Không dùng chút thủ đoạn thì không thể kết án. Đều là đồng nghiệp, hiểu lẫn nhau, với ai cũng tốt. Có hiểu tới đâu cũng sẽ không ép người, rõ ràng không phạm tội, gánh vác tội danh vốn không thuộc về ông ta. Xin lỗi điều này, thứ cho tôi không thể giúp được. Người trẻ tuổi đừng rượu mời không uống, muốn uống rượu phạt. Nếu đã biết thì nhất định sẽ để lại tai hoa, tai mắt trong tù. Đến lúc đó tôi gặp chuyện, cậu cũng đừng hòng sống yên. Ồ, quậy ngài cứ việc thử xem. Đến lúc đó ông đây khóc,
đã thoát khỏi thế giới rồi phi. Được rồi, cậu thắng rồi. Thỏa hiệp đơn giản vậy sao? Nhưng xin lỗi, tôi tuyệt đối không thể đánh mất sự nghiệp. Mọi người đều thấy ông ra ngoài cùng tôi giết tôi, nhất định sẽ bị nhận, nhất định nhận định là nghi phạm. Tại sao lại biến thành như vậy? Ông ta không có não sao? Không đâu, chỉ cần ngụy tạo thành lời nguyền của Lương Lưu Sinh, bẻ đẩy cổ của cậu là được. Muốn trách thì phải trách Vương lão đệ quá không chịu nghĩa, giống y như quân Lưu Sinh năm đó, chịu đói bị đánh cũng vô dụng, cứ phải lấy mạng của con trai ông ta ra để uy hiếp, cuối cùng mới ngoan ngoãn nhận tội. Tiêu rồi, lẽ nào mình sẽ chết ở đây, ngày cuối cùng của trò chơi này sao? Nếu sớm biết sẽ chết thì nên không màng tất cả cùng AB. Yêu đương mới đúng. Thì ra là như vậy. Đối tượng trả thù của quân Lưu Sinh không phải chỉ có một người. Hung thủ thật sự không màng phải tình nghĩa phản bội yêu người yêu, cho nên bị hồn phách của người yêu dây dưa đe dọa, sống không bằng chết. Cảnh quan không màng lý luận của người vô tội, sỉ nhục tổn hại ông ấy, thậm chí lấy tính mạng của con trai để uy hiếp ép ông ấy nhận tội giết người. Cho nên ông ấy cũng muốn ông ta đền mạng. Cảm ơn. Thiện ác đến cuối cùng sẽ có báo. Không phải không báo. Chỉ là chưa đến lúc. Bình quẩn còn sống. Vừa đại có phải quỷ hồn của Vương Lưu Sinh đã xuất hiện không? Trò chơi này được nha, lời quỷ báo xong thù. Cũng may mình phát hiện nhân quả khen chốt, nếu không Vương Lưu Sinh sẽ không hoàn toàn nhắm mắt. Có điều ngày mai chắc có thể thoát khỏi thế giới này rồi nhỉ? Tự dưng chết người đúng là không thể giải thích với nhà tù. Lệch treo sao lại rớt xuống rồi? Hôm nay là ngày mấy ấy nhỉ? Hình như là ngày 27 tháng 7. Ha. Thì ra đợi mình ở đây. Cảnh quan Vương, cảnh quan Vương, anh ở đây à? Vương ngại. Anh đi đâu vậy? Đã nói nghe tôi hát mà.
Buổi biểu liên hoan này đã kết thúc rồi cũng không về. À xin lỗi. Xin lỗi có tác dụng gì? Không nên tin tưởng anh. Hôn tôi làm gì? Đừng tưởng cô ý làm chuyện này thì tôi có thể tha thứ cho anh. Phản ứng rất hiếu nữ. Bình tĩnh lại rồi chứ. Nếu đại hát lắc sau thì rút lui thành công, thì cho dù quấn lấy cậu, tôi cũng phải nghe lại một lần nữa. Nhưng bây giờ nhiệm vụ quan trọng nhất của chúng ta là tổ chức mọi người rút khỏi nhà tù. Anh lại muốn làm cái gì? Làm việc lớn. Sáng sớm ngày 28 tháng 7 năm 1976, trận động đất lớn chấn động thế giới đã lặng lẽ xảy ra trong khi mọi người đang say giấc. Sớm nên nghĩ đến, cho dù là lịch luôn để trên bàn làm việc, hay là thi thoảng sẽ xuất hiện khẩu âm địa phương nhắc nhở tình tích xảy ra năm đó. Hơn nữa các lãnh bên tụ bên trên gần đây rơi xuống liên tiếp, chúng ta phải canh phòng nghiêm ngặt. Đừng nói xin nghỉ, dù chỉ là nghỉ phép cũng không phê duyệt, hoặc là biểu diễn chương trình trong buổi liên hoan. Tất cả đều có thể thể hiện rõ ràng. Nơi này ngày 28 tháng 7 sẽ đón một trận động đất đủ để phá hủy cả nhà tù. Một khi quản rơi xuống chư, tư tưởng ma quỷ tá quái, không thể kịp thời di chuyển đến khu vực an toàn. Vậy trò chơi này đã định trước là sẽ lấy cái chết để kết thúc. Quân ngại. Để sau khi chúng ta ra ngoài, cậu còn nhớ chuyện thích tôi không? Thế giới game, nhà tù Mây Quang đang đề nghị quay về hiện tại. Thở thở, chúng ta quay về rồi. Đúng vậy. Chúc mừng ngài đã liên kết được các manh mối và giành được kết quả hoàn mỹ. Màn trò chơi này giống như là câu chuyện quầy nam nhân điên cuồng chấp nhận gánh tội thay cho người mình yêu, hóa thành ác quỷ hay lại báo thù. Ta bị oan. Khảo nghiệm thực tế lại là người chơi có thể phát hiện ra vấn đề ẩn giấu trong những bất hòa, tìm ra hung thủ thứ hai, thay người giết oan rửa sạch oan kiên. Cũng do ma kẻ thù tế trước mặt của quân lưu sinh mới có thể nhìn thấy rợi ý cuối cùng, khiến ta nhận thức được trận động đất sắp xảy ra. Sẽ chút nữa khi bị giết ở tình thế cuối rồi. Thật là một nhiệm vụ nguy hiểm trùng trùng mà. Nhưng mà cũng nhờ vào các cậu, tích phần khi đạo của mọi người tăng cao rồi, tích lũy tới mức có thể đổi nghề rồi. Nếu như chỉ ta chỉ là nói nếu như thôi. Khi qua được sát hạch, IB có thể ở lại hiện trường, cũng sẽ không đi nữa phải không? Đúng vậy. Chỉ cần tích đủ điểm, người ta có thể nhận được sự cho phép của thiên đạo, từ đó trở thành thế ý thức độc lập, rời khỏi thế giới trò chơi vực hẳm. Tương tự, thế giới nhận thức được việc tách rời đấy, ký chủ cũng sẽ không bị thế giới rõ ràng ràng buộc nữa, đạt được sự khu nhận của hiện thực.
Chỉ cần tuân theo quy tắc của kiếp này, có thể ở lại đây hoàn toàn không thành vấn đề. Vậy sao? Ai bi cậu tỉnh rồi, cậu không có chỗ nào không thoải mái chứ? Ký chủ Vương tử đầu chón ghê, cậu hồi phục rồi. Này, cậu còn nhớ trong nhà tù đã xảy ra chuyện gì không? Mơ mơ hồ hồ, không nhớ lắm. Hả? Thật không? Ừ. Vương tử, tôi đói rồi, chúng ta đi ăn cơm đi. Nè thở thở, ai biết rõ ràng là đang đánh trống, lãng phải không? Nhìn sượng, chặn rê. Lạ nhỉ? Sao không thừa nhận là bản thân nhớ chứ? Trước lúc ở trong nhà tù, tôi mang cậu theo một lần. Nguyên rau củ đều miễn phí, muốn ăn thử cứ mang sang. Còn có cả khai xương không giới hạn nữa, thích ăn bao nhiêu thì ăn bấy nhiêu. Hơ hơ, chả nói năng gì. Đến những việc ở trong nhà tù. À, ở trong xương, có tỷ cũng có thể ăn được đó. Cảm ứng hút vào là được. Sao ngon không? Tỷ là phần nướng ở xương mà tôi thích ăn nhất. Nhưng một miếng ít quá, thịt không ăn hết thì sẽ bị phạt tiền. Làm gì thế? Cho anh ăn hết tỷ đó, tôi ăn nhiều. Có thể ăn hết sạch phần còn lại của anh. Ăn hết sạch phần còn lại của anh. Biểu cảm này của cậu ấy bây giờ rất giống với quân ngài ở trong nhà tù Phong Vân. Cậu thật ra nhớ hết mọi thứ đúng không? Nhớ ở trong nhà lao, nhớ diễn nhân vật là Phạm Nhân Vương Ngài, cũng nhớ. Làm những việc đó với tôi. Cậu ấy đang làm gì thế? Lẽ nào để mình bảo cậu ấy dừng lại hả? Lại quay về rồi. Đây là vốn dĩ muốn chạy nhưng lại không nỡ vì đang còn khịch đúng không? Xin lỗi. Sao lại xin lỗi? Vương tử rõ ràng đang hỏi tại sao trong nhà tao
thì tính tình của tôi lại có thể thay đổi lớn đến thế. Nhưng tôi không muốn nói. Lẽ nào không phải nguyên do hằng trong cơ thể của X có thiết lập nhất định, cho nên còn có cách nào làm những hành vi khác với tính cách của nhân vật sao? Một phần là quậy. Quậy còn những phần khác thì sao? Vương tử. Tôi không tốt như những gì anh nghĩ. Ăn trước cái đã. Từ khi trở về từ thế giới nhà tù phong vân, tôi với IB hoặc ít hoặc nhiều đều có thể những thay đổi. IB không ngốc nghếch cả ngày nữa, thi thoảng sẽ lộ ra những vẻ mặt khó có thể hiểu. Còn ánh mắt tôi nhìn IB cũng không còn giống như trưởng bối đối xử với tiểu bối nữa. Ngược lại nhiều lần nhớ lại chuyện bực bội ở trong văn phòng. Ai phiền quá. Lúc sống một mình chưa có cảm giác này bao giờ. Nam nhân quả là sinh hoạt sống bằng nửa hành dưới sao. Thở thở. Làm gì? Quán game tiếp theo của IB diễn ra như khi nào? Một tháng sau nhé. Tích phân của quán game này không tồi. Tính sơ qua, đại khái mọi người chỉ cần vượt qua mấy lần quán nữa thì sẽ tới lúc được khảo sát điểm số rồi. Đơn giản như vậy ư? Còn nghĩ nó giống như tiểu thuyết vô hạn luôn cơ. Phải vượt mấy chục năm ải ấy. Dẫu sao thức tỉnh ở thế giới tự ý thức vẫn là thiểu số, không thể so với kỳ thi công chức của loài người được. Ồ tì thôi. Ồ tì thôi. Nếu mọi người thành công thăng chức và tương lai sẽ là hệ thống những cuộc sống thiên không vào tiểu thuyết. Hóa ra là thế, nghệ thuật bắt nguồn từ cuộc sống. Nhớ mai trong game chắc là cá người rồi. Đúng rồi, ái đem tới tôi cũng sẽ đi. Những loại tác phẩm này đều là khác khảo nghiệm IQ hoặc năng lực tinh thần IB một mình e rằng. Vương tử không được đi. Ai IB? Làm gì thế tôi cũng là ý tốt. Ở đó không phải trò chơi vực thẳm. Một khi gặp nguy hiểm, có thể sẽ không thoát ra được. Không sao đâu. Lần trước cũng rất thuận lợi mà. Nhưng ai bảo, đảm lần sau cũng giống như thế. Cương cương quyết quá. Tôi không phải. Biểu hiện không giống tiểu ai rồi. IB. Tôi hầu như biết cậu đang giấu cái gì. Tôi có lẽ biết cậu đang giấu cái gì. Cũng đúng, dù sao 8 năm không gặp, tính cách thay đổi cũng là chuyện bình tình. Lẽ nào quân ngại ở nhà lâu cũng không chịu ảnh hưởng gì
từ khiếp lọc rốc của nhân vật vốn dĩ là cậu. Ai bị sao lại đi? Ở đây là lầu ba đấy. Ai không biết đã chọc vào chỗ nào nữa. Mong rằng trên mạng đừng hót kiểu tin một chàng trai bí hiểm nhảy từ tầng ba xuống mà không hề bị thương. Quân tiên sinh cuối cùng cũng phát hiện IB không ngốc, bạch ngọt như thế. Còn nghĩ rằng phải đợi tới những hiểu lầm cậu Huy bỗng nhiên xuất hiện. Phân phân hợp hợp, rối rối. Khó xử lại diễn hơn cả trăm màn kịch liên tục. Quản lý Quyên là đang xem thường tôi sao? IB không phải người tốt, việc này tôi biết rõ, chỉ là cảm thấy không cần thiết phải nói ra thôi. Dẫu sao lần đập đầu nhau cũng một dao đâm chết lão tử, xuyên không vợ đem lại là đại đồ sát hại truy ma. Nói là kẻ đại ác cũng không sai, cũng đúng. Có điều biết là một mặt, còn Nguyệt có thể chấp nhận lại không là chuyện khác nhỉ. Quân tiên sinh rõ ràng hết ký chủ này mới làm ra dáng vẻ yêu lanh lợi như vậy. Hử, thỏ tiểu tỷ hình như hiểu lầm gì thì phải. IB bây giờ có chỗ nào không đủ đáng yêu khùng lanh lợi sao? Để được tôi thích, vẫn luôn nỗ lực trở thành một bản thân tốt hơn. Cái nhận thức này khiến tôi khá cảm động đấy. Công viên tiểu khu. Này, quân tử sao lại biết tôi ở đây? Rất đơn giản, cậu chỉ biết ở đây không biết chạy đi xa, cứ coi là không tìm thì đại khái tối cũng tự quay về. Vậy tại sao cuối cùng vẫn đi tìm tới tôi? Xin lỗi, vẫn chưa hề ngồi nói chuyện với nhau cậu tử tế. Rõ là đã nói lời này rồi, muốn trở thành người như thế nào thì giao cho bản thân tự quyết định. Quản là không hề hiểu rõ nhận định vào trước của là chủ. Cậu chính là IB, cái gì cũng không hiểu như trước đây. Quân tử không sai, là tôi cố ý giấu giếm, là tôi đối với cái ôm của anh. Một thứ tình cảm không nên tồn tại. Tình cảm này bắt đầu từ khi nào nhỉ? Vậy tôi tiếp tục diễn một, tôi ngoan ngoãn nghe lời vậy. Có lẽ là từ lúc khôi phục lại chỉ nhớ, để ngày mai nói vậy. Có lẽ là có thể ăn no, ngủ cùng giường. Lại có lẽ là lúc nhận được viên kẹo, tỏ ra mùi vị ngọt ngào. Tất cả đều đã sớm định trước. Nhưng tôi sẽ không hiểu, cũng sẽ không xin lỗi. Cứ làm ra vẻ không biết tôi đang giả vờ, tiếp tục như bây giờ bên nhau không được sao? Nhưng tôi không muốn tiếp tục như vậy. Ý gì? Bỗng bay mắt rồi. Lời vừa nãy là ý gì? Mẹ ơi, bóng bay của con. Mẹ ơi, mẹ giúp con lấy xuống đi. Bóng bay cậu quá, mẹ không có cách nào đấy đâu. Không, con muốn bóng bay của con. Bóng bay của con muốn bóng bay của con cơ à? Quân tử sao không trả lời? Lời vừa nãy là ý gì? Không biết tại sao đột nhiên đồng cảm với người mẹ kia. Đi lấy bóng bay của đứa trẻ kia xuống chứ đi.
Cảm ơn anh. Quân tử của anh này, của anh này. Đưa cho em nó, đưa cho em nó mà. Cảm ơn. Ivy, có phải căn bản cậu không hiểu sao tôi phải cần lậu lấy cái bóng bay đó chứ? Trẻ con rất ồn ào. Tại sao tất cả mọi người đều nghe theo nó làm càng? Làm sai, cần phải trả giá mới đúng chứ? Cứ cho là cậu không hiểu thì cậu cũng vẫn cứ kheo nghe lời của tôi mà làm rồi đấy chứ. Vậy là đủ rồi. Quân tử muốn nói gì thế? Quân ngại, lúc ở nhà lao càng giống với tính cách thật sự của cậu hơn đấy. Đã nói là đừng có nhắc tới chuyện này nữa mà. Bá đạo ngang ngược, mang chút tính khí trẻ con. Nhưng bất luận có vội vàng hay tức giận tới mức nào cũng sẽ lấy lời của tôi. Nhưng nhiệm vụ quan trọng nhất của chúng ta lúc này là tập hợp những phòng giam bị tách ra của mọi người. Anh lại muốn làm gì nữa? Làm cân nhắc ưu tiên nhất. Cho nên tôi đã nghĩ rất lâu cuối cùng mới có thể hiểu. Hóa ra cậu thích tôi không chỉ là cậu đơn thuần đáng yêu khiến người ta thương hại. Thích. Còn bất luận điều kiện sinh tồn có ngặt nghèo bao nhiêu, bất luận có phải bị người phản bội, bị người làm hại hay không, đều sẽ không chần chừ mà giữ vững sự tin tưởng đối với tôi, dựa dẫm vào tôi. Cậu, cuộc sống của tôi bắt đầu bằng sự hạnh phúc ấm no. Một quân tử giống như được mặt trăng, được các vì sao quay quanh. Giờ cuộc sống đột nhiên thay đổi, tựa như sắc cũ rơi vào bụng vùng, trở thành hạt bụi trong không khí. Không có ai nhìn về phía tôi, cũng chẳng trong ánh mắt có ai xuất hiện đó. Cho tới khi quân tử, tôi từ tương lai tìm được thế giới của anh rồi, xuất hiện của cậu ấy trong mắt của IB rất đẹp, giống một vì sao màu đỏ tươi. Khoảnh khắc được cậu ấy toàn tâm toàn ý nhìn chằm chút đó, tiểu quân tử thở trước. Lại một lần nữa là trung tâm được các vì sao quay quanh. Tôi thích cậu ở trước mắt. Trước mắt cậu, cậu luôn coi tôi như cả thế giới. Vậy thì chỉ cần tôi luôn nhìn quân tử, quân tử có thể luôn thích tôi. Ừ, làm được không? Được chứ, bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ. Lời này cậu học ai đấy? Ừ, ở trong chương trình TV. Không tồi nha, biết theo dõi nắm bắt mấy trò này rồi.
Nói tóm lại, cậu có thể tin tưởng tôi nhiều hơn chút. Nhiệm vụ lần tới phải để tôi đi cùng. Không được, yên tâm đi. Chỉ cần cậu luôn nhìn tôi sẽ không có nguy hiểm. Không được. Ây da, quầy phải làm thế nào mới đồng ý đây hả? Ngàn quản lần đừng có nói mấy lời kiểu muốn tận động kiểu đó nha. Nếu nhất định phải đi, vậy quân tử có thể nói lại lần nữa là thích tôi không? Ý lại trong sáng quá rồi đó. Ai biết à? Tôi nói không rõ là thích một người cuối cuộc là cảm giác thế nào. Nhưng tôi đối với Quyệt, biết đâu chúng ta có thể ở một ngày nào khác trong tương lai cùng nhau chứ đi, có cảm giác hạnh phúc. Đây tính là yêu không? Đương nhiên. Kẻ chiến thắng với quái vật, cẩn thận, đừng để bản thân biến thành quái vật. Khi bạn nhìn chăm chăm vào vượt hẳm cũng sẽ nhìn chăm chú trở lại. Sao ở trong trò chơi nhà tù em hiểu vậy? Học những kiến thức lung tung kia đâu? Cũng là xem tivi đó. Không đúng. Trên tivi đâu có chiếu cảnh hạn chế. Ồ, lúc trước trong viện nghiên cứu cũng học được mà. Còn có em đã tìm thấy cái này. Bạo tắt nó đi. Quê quyệt ca hát. Còn có chuyện này. Trước đó lúc hoàn thành nhiệm vụ có đồng ý, đợt sau chúng ta về sẽ nghe em hát, nhưng vẫn chưa có làm. Bài hát trong buổi liên hoan, hát lại lần nữa chứ. Muốn nghe? Cũng không quá muốn nghe. Ồ, muốn nghe. Mặc dù biết em hát ấy các vả vờ, nhưng cũng rắn rất yêu. Vậy em hát xem. Tắt đèn làm cái gì? Không làm gì, giúp các cậu tạo không khí thôi. Buổi tối người ta phải ra ngoài chơi không ở nhà. Ký chủ có thể làm những chuyện nghĩ làm tận hứng nha. Cái ý khỉ gì? Chỉ là lộng lòn, tỏ lòng với nhau thôi. Làm chuyện đó vẫn còn sớm. Vậy em hát nhé. Hát đi. Mình đúng là hoàn toàn không có sức đề kháng với IB. Nếu như đêm không ngủ, đang dệt một thế giới, câu chuyện sẽ như ý nguyện hay chìm vào héo ú. Nếu như em đêm cô đơn, phản bội một thế giới, số phận sẽ kết thúc như vậy hay là tiến bước đuổi theo ánh sáng? Vòng vo quế quy tắc hiện ác, thiết lập lại một thế giới. Cho dù nhìn ngàn cân treo sợi tóc, cũng vượt mọi chông gai để lột xác. Đối đầu với lòng người khôn lường, lật đổ một thế giới. Cho dù bị lưu đày một mai, cũng hướng tới phút giây vĩnh viễn. Khởi đầu ngược gió cũng phải xoay chuyển, lùng lai sắp đổ cũng phải cứu vãn tình thế. Em ở trong lòng, vốn nên có lòng tham không đấy.
Sao nghe lại thấy hơi cảm động? Vì những chuyện nguy hiểm tuyệt vọng kia đã có một hồi kết sao? Hồn vượt sâu vô tận này, thì ra chỉ để trở về nhân gian với anh. Thế nào, siêu hay luôn. Không ngờ còn biết hát nhạc lưu hành. Siêu nha. Cũng chỉ là nghe lúc trước máy tính thôi. Em sắp có ý chứng ý, ý lại vào thiết bị điện tử rồi đấy. IB. Thật ra tôi không ghét thế giới trò chơi khủng bố. Lốm sắp bị em giết cũng được. Các cửa ấy cẩn thận phía sau cũng được. Mỗi khi gây vào cảnh tuyệt vọng, trong đầu lại bắt đầu hưng phấn. Quân tử muốn nói gì? Ý của tôi là có lẽ cuộc sống có vô số cửa ải trong game, càng có thể kích thích hơn tôi hơn. Khiến tôi cảm thấy sống là chuyện có giá trị cũng đáng được mong chờ. Nhưng có thể anh sẽ chết. Chắc sẽ không. Thỏ từng nói thế giới nhỏ không thể ảnh hưởng đến sống chết của sinh vật thế giới cao cấp. Cho nên cùng em hoàn thành nhiệm vụ rằng như chìm đóng vào trò chơi khủng bố người thật. Cho dù đã từng thấy IP thật sự, quân tử cũng vẫn cảm thấy em đáng được người như anh cứu vớt sao? Đúng vậy. Nhưng đâu phải tôi không như vậy. Cứu vớt này trước nay đều không phải đơn phương từ một người. Nếu muốn nói về số lần, vẫn là em cứu tôi nhiều hơn. Tự tin chút đi. Em hạnh phúc như vậy thật sự được sao? Lại sao nữa? Ngốc nghếch, thô bạo, tàn nhẫn, thậm chí không hiểu quy tắc, từng giết rất nhiều người. Em như vậy thật sự có tư cách được yêu sao? Bỗng nhiên trong đầu đã nhớ lại một số chuyện dường như rất lâu rồi, nhưng thật ra cũng không quá lâu. Vương Tử Hân, tôi cảm thấy tình cảm của cậu với nhân vật không đủ. Tiếng nói của lãnh đạo ông bên tay. Ế, tại sao phải có tình cảm? Thiết lập của IP vốn là loại hình không được yêu thích. Đồ ngu. Nếu ngay cả tác giả cũng không thích sáng tác của mình, vậy mới thật sự là tiêu tùng đấy. Tỉnh táo lại, có cút đi sửa cho tôi. Mình lại hiếm khi không cảm thấy phiền. Bởi vì có tư cách hay không, không dám nói. Nhưng tôi nhất định là người đầu tiên yêu em trên thế giới này. Mình cho rằng ông ta nói đúng. Sự việc xảy ra sau khi hai người lại hoàn thành một trò chơi. IB, đã tìm được công việc.
mặc dù cũng đã trải qua vô số vụ săn tài năng khó tin. Vương tử nói không thể tùy tiện cởi quần áo, nhưng nếu là có, quả sợ không có nguy hiểm, cuối cùng đã vào công ty người mẫu. Vương tử tặng để chúc mừng nhân nhận việc. Vương tử, ấy đẹp trai nha, em vô cùng hợp làm người mẫu. Dù sao ngoài đánh nhau ra chẳng biết gì cả, nhưng sao không hoàn lộn xộn vậy, cúi đầu. Ồ, người trang điểm nói hoàn như vậy mới đẹp. Đến đón bạn trai tan ca à, đáng yêu. Đi, chúng ta đi trước. Được, muốn đi đâu? Lúc trước không phải nói rồi sao, sức em lớn, bê đồ Tết giúp tôi. Đồ Tết à? Có thấy trên TV sắp sang năm mới rồi sao? Tết vẫn không có khái niệm về tập trung tập tục này sao? Tết là ngày lễ khá quan trọng với chúng tôi, cả nhà đoàn viên cũng có dự báo về một năm mới. Thông thường để đến tối đều là mọi người quây quần với nhau. Chỉ là bây giờ trong nhà chỉ còn lại mình tôi, có thể không có không khí lễ Tết gì. Vương tử, bây giờ có em rồi, em có thể đón Tết cùng anh. Ừ. Sau này hai chúng ta đều đón Tết cùng nhau. Không biết tại sao, gần đây cứ hay nhớ lại chuyện trong trò chơi vượt hầm lúc trước. Lúc đó chúng ta còn suýt đánh nhau vì một miếng thịt. Ừ, em không biết gì cả, gây ra rất nhiều cò cười. Hễ em còn nhớ hả, đối với em khi đã là 8 năm rồi nhỉ. Nhớ tất cả chuyện liên quan tới quân tử, em đều nhớ. Làm người ta thấy ngại. Vương tử, anh xem, ở đây có bán loại vòng lúc trước vương tử đeo. Ồ, có thật này. Muốn không, em mua cho anh. Gần đây được tăng lương. Sao vậy, muốn tặng quà cho anh trai? Ừ, ở nhà tù đã hẹn rồi. Hình như có vụ như vậy. Vậy cứ chọn thế đi. Đi trả tiền. Quân tử mua cái gì? Dây chuyền nhẫn. Đã nói mua tặng anh mà. Đương nhiên là tặng tôi. Em xem, hai chúng ta giống nhau đó. Dây chuyền giống nhau.
Làm gì thế? Tôi còn đang chờ bột. Mau lên. Thích dây chuyền như vậy sao? Nặng xong rồi. Tuyệt đối mềm. Ế, lệ hại đấy. Quậy đánh bánh tết giúp tôi đi. Ừ. Tốt thật. Có em ở đây, có thể làm một bàn cơm dao lừa lớn rồi. Trước kia chỉ có mình tôi, căn bản không có hứng thú để nấu sủi cảo. Ừ, cứ việc làm, em đều ăn hết. Chờ đã, cảm giác hạnh phúc này là gì? Cuối cùng cũng có thể không lãng phí thức ăn rồi sao? Nào IB, nếm thử xem. Ngon lắm. Vô cùng giòn, lửa vừa đủ. Làm gì? Có hơi vui. Cái quỷ gì? Trên tay toàn là bột, còn đang gói sủi cảo. Không sao, không dùng tới tay của anh. Được, được rồi. Ừ, quậy vào phòng trong. Chờ đã. Ít nhất cũng phải để tôi rửa tay trước chứ. Ai ui. Không cần. Nào. Có cục mấy càng thoải mái. Không đúng. Cuối cuộc em lên xem bao nhiêu phim vậy? Kiến thức tích lũy nhiều quá rồi đấy. Không nhiều, chỉ là cái trong máy tính đều xem một lượt thôi. Quân tử anh thích da màu lạnh. Phiền chết đi được. Thật là không ngờ eo vừa đau vừa phải xem xuân quản. Sợ giúp vương từ nhá, không cần. Em ăn của em đi. Không sao thật chứ? Không sao. Không bằng nói là dù rất đau nhưng vẫn rất vui. Vì em sao? Không phải em còn có thể là ai? Chúng ta từng là cá thể cô độc. Có thể rập rỡ. Đã là kỳ tích. IB, em dùng di động của anh hả? Hôm nay mấy đồng nghiệp hỏi anh có phải đây không? Tại sao khoảnh khắc của anh lại xuất hiện? Anh tự sướng chặn thân trên của em. Quân tử đang nói cái gì? Ai bảo nghe không hiểu. Tên này có bệnh, nghe lời có chọn lọc. Thường hay làm chuyện xấu xong giả vờ. Bột nghe không hiểu. Nói thật, tốt hay sẽ có thể quỵ châu Tây. Là em làm. Hừ hừ, xem quậy là có thể hiểu nghe. Bởi vì cứ có con gái quấn lấy vương tử, em không thích. IB, dừng lại. Từ IB ghét, căn bản không ghét từ nào. Nhất quyết phải nói khi là quái vật.
Ồ, quái quật. Thế nào giận không? Không, ngược lại, hơi hưng phấn. Này, mẹ nói em là quái quật à? Cút ra. Tiếng của IB. Eo đau quá anh mệt. Sáng nay không muốn, không nấu cơm cho em nữa. Hử? Cú mạng âm đuôi cưng chiều này hấp dẫn quá. Qua hàm lượng tinh bột cao nha. Một ngày của Vương Tiên Sinh bắt đầu từ bữa sáng ngon lành. Sở thích của IB. Lão đại tình tiết trò chơi không phải chúng ta đã làm xong rồi sao? Bây giờ đồng phần nhỏ thì ảnh hưởng đến toàn bộ đấy. Sửa cũng được. Đổi nòng cốt cụ thì không. Không được thì đối không được. Như vậy còn chẳng bằng nghĩ cách lại mới. Chúng ta dần quật nhiều như vậy là vì cái gì? Đúng là một năm không may mắn. Nói chuyện gấp quá cắn vào lưỡi rồi. Đau không? Không đau. Chỉ là cả miệng quỵ rỉ sét. Phi phi phi. Em làm gì? Vừa ăn xong đá lạnh, lạnh mà ngọt. Như vậy không nếm ra vị rỉ sét nữa rồi đúng không? Thói quen của IB. Vương Tử. Vương Tử anh ngủ chưa? Ngủ say rồi. Vương Tử yên tâm đi. Bây giờ em sống rất hạnh phúc.